Có phải bạn đang sở hữu những trang trại nuôi trồng mà chưa được nhiều người biết đến? Có các sản phẩm nông nghiệp chất lượng mà chưa tìm kiếm được đầu ra ổn định? Bạn muốn hình ảnh của trang trại được nhiều người biết đến và các sản phẩm nông sản của mình có đầu ra tốt hơn? Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ truyền thông thì chúng tôi hoàn toàn có thể giúp bạn quảng bá các sản phẩm nông nghiệp một cách hiệu quả. Hãy nhấc điện thoại lên gọi cho chúng tôi theo số 0971 380 458 để được quảng bá với chi phí rẻ nhất. Chăn nuôi bò hiện đang thu lại lợi nhuận cao nên các hộ chăn nuôi đang không ngừng mở rộng trang trại, mua thêm con giống để tăng đàn. Tại video này, Nông Lâm TV sẽ giới thiệu về giống bò 3B Lai F1 nổi tiếng đang được rất nhiều hộ chăn nuôi chuyển đổi tìm đến giống này. Giống bò này có những ưu điểm vượt trội nào mà được ưa chuộng đến thế? Thì xin mời bà con cùng xem hết video này sẽ rõ hơn. Nếu thấy hay và bổ ích thì quý bà con đừng quên nhấn like và chia sẻ video này để mọi người cùng biết. Nông Lâm TV sẽ gửi tới bà con nhiều video hơn nữa về các mô hình chăn nuôi hiệu quả. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật được những thông tin mới nhất. Nguồn gốc của bò 3B. Bò 3B là giống bò lai giữa bò thuần chủng của Bỉ và giống bò sóc thỏ của Anh. Đây là giống bò thịt cao sản, được mệnh danh là cỗ máy sản xuất thịt. Khối lượng bò trưởng thành đạt từ 900 đến 1.250 kg với con đực và từ 600 đến 800 kg đối với con cái. Khả năng tăng trọng trung bình đạt 1,3 kg trên ngày, tỷ lệ sẻ thịt từ 66 đến 70%, tỷ lệ thịt tinh trên thịt sẻ đạt 78%. Đặc điểm của bò 3B. Bò 3B là một loài động vật được lai tạo chọn lọc với những ưu điểm vượt trội. Giống bò này có kích thước lớn, thân hình đồ sộ nổi bật với cơ bắp chắc khỏe ở những vùng vai, lưng và mông, sống lưng thẳng, đuôi với chùm lông dày nổi bật với màu da đặc trưng của giống bò. Bò 3B có đôi chân chắc khỏe để di chuyển dễ dàng, bền bỉ. Bò 3B có 3 màu lông cơ bản là màu lông trắng, xanh lốm đốm và đen tuyền. Trọng lượng cơ thể trung bình của giống bò này đối với con đực trưởng thành rơi vào khoảng từ 1.100 đến 1.250 kg, với chiều cao trung bình khoảng từ 1,45 đến 1,5 mét. Những ưu điểm nổi bật của giống bò 3B. Chất lượng thịt của bò 3B vượt xa chất lượng thịt của các giống bò khác có cùng năng suất. Bò giống 3B khi được lai tạo với giống bò ngoại lai khác có tác dụng tăng mức năng suất thịt và cơ lên đến 7% so với giống trước khi lai. Ngoài những đặc tính nổi trội về cơ thể, bò 3B còn nổi tiếng với một số đặc điểm ưu việt sau. Chu kỳ mang thai ngắn, một năm có nhiều lần thai kỳ, khả năng chịu đựng và thích nghi tốt, tính khí điềm đạm, hiền lành và ưa thích yên tĩnh, cơ bắp không ngừng phát triển dù đã đạt độ tuổi trưởng thành, chất lượng thịt nổi trội, đạt tiêu chuẩn cao, tốc độ phát triển nhanh, thường được lựa chọn là giống bò để lai tạo cho các giống bò khác. Nhược điểm của bò 3B. Vì sự phát triển quá mức của các nhóm cơ mông nên giống bò này có sự đàn hồi vùng cơ xương chậu kém, nên bò cái 3B khi đẻ phải mổ lấy thai. Giá bò giống nhập nội rất cao, cần có một quy trình thú y đối với bò 3B để đảm bảo sức khỏe và phòng chống các loại dịch bệnh ngoại lai xâm nhập. Thức ăn cho bò đòi hỏi phải đầy đủ chất dinh dưỡng. Khẩu phần ăn thông thường yêu cầu phối trộn 55-60% thực phẩm thô với 40% thức ăn tinh bột. Phần thức ăn trung bình trong khẩu phần ăn hàng ngày tối thiểu đạt 2,5% trọng lượng cơ thể. Hiện nay, giống bò này đang gây ra rất nhiều tranh cãi vì là sản phẩm của quá trình biến đổi gen cho sản phẩm siêu sữa, siêu nạc. Việc quá phát triển về cơ bắp có thể khiến bò 3B đối mặt với nguy cơ tăng sản thớ cơ, chứng bệnh gây ra sự tăng trưởng bất thường trong cơ, chứ không đơn giản là giúp cơ thể phình to ra nữa. Loại thịt bò này hiện nay đang rất phổ biến ở Mỹ và một số quốc gia khác. Trong tương lai, có thể loại bò thịt siêu nạc, siêu sữa này có thể sẽ vô cùng thu hút người Việt. Giống bò siêu sữa siêu nạc này chính là một trong những sản phẩm nằm trong nhóm thực phẩm biến đổi gen. Việc tiêu thụ thịt hay sữa của giống bò này hay bất cứ thực phẩm biến đổi gen nào liệu có độc hại hay không hiện vẫn còn đang tranh cãi. Hiện nay tại Việt Nam đã nghiên cứu lai tạo giống bò 3B
trên nền đàn bò thịt Lysine thành đàn bò lai F1 hướng thịt để xây dựng mô hình sản xuất khép kín theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi và đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Bò lai 3B F1 là kết quả lai kinh tế giữa giống bò 3B với giống bò cái Lysine để tạo thành bò F1 nuôi lấy thịt. BF1 3B sinh ra khỏe mạnh, thích nghi với điều kiện môi trường sống, kết hợp được cả tốc độ phát triển, tăng trưởng nhanh, chất lượng thịt tốt của giống bò siêu thịt 3B và sự thích nghi với môi trường sinh sống của con bò mẹ là bò Lysine của Việt Nam. Bê tăng trọng bình quân 25kg trên tháng, cá biệt có con tăng trọng 30kg trên tháng, dễ nuôi, phạm ăn và lớn nhanh. Chọn bò cái nền để phối tinh bò 3B. Khi chọn bò cái nền để phối tinh, đòi hỏi phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, ưu tiên giống bò lai với tầm vóc lớn như bò Lysine, bò lai Brahman, trọng lượng từ khoảng 280kg và đã trải qua 2-6 mùa sinh sản. Tránh chọn bò có tầm vóc nhỏ vì sẽ gặp khó khăn khi đẻ. Ngoại hình bò phải cân đối, lồng mượt, lưng thẳng, mông nở, bước đi chắc chắn. Về phối giống bò, chu kỳ động dục của bò cái trung bình là 21 ngày, dao động trong thời gian từ 18-24 ngày. Sau sinh sản từ 2-3 tháng, bò cái sẽ động dục lại. Những biểu hiện động dục là ăn ít hoặc không ăn, kêu giống, thích hít âm hộ và nhảy lên lưng của con bò khác hoặc cho con bò khác nhảy lên. Ngoài ra, quan sát phần âm hộ của bò cái, bà con sẽ thấy nó sưng đỏ, chảy nước nhờn lúc đầu lỏng về sau đặc. Thời điểm phù hợp để phối giống là khi thấy nước nhờn keo dính, âm hộ hơi mở, niêm mạc từ đỏ hồng sang nhạt. Bà con nên áp dụng quy luật sáng chiều để phối giống cho bò. Nghĩa là nếu bò có biểu hiện động dục từ buổi sáng thì sẽ phối giống buổi chiều. Còn nếu biểu hiện động dục vào buổi trưa hay chiều thì sẽ phối giống vào sáng hôm sau. Có thể sử dụng phương pháp nuôi giống tự nhiên hoặc phối giống nhân tạo, nhưng tốt nhất là nên chọn phương pháp phối giống nhân tạo để đạt hiệu quả tốt nhất. Chăm sóc bò mẹ mang thai. Trong suốt thời gian mang thai, bò cái cần phải được cung cấp đầy đủ lượng thức ăn. Tổng lượng thức ăn cần mỗi ngày khoảng 2% trọng lượng cơ thể của bò. Trong đó, thức ăn xanh chiếm khoảng 70%, thức ăn tinh từ 20-30%, bổ sung thêm vitamin và khoáng chất để bò mẹ khỏe mạnh. Sử dụng đá liếm để tăng cường muối khoáng cho bò mẹ. Khi mang thai, không nên để bò mẹ làm việc nặng, tránh xô đẩy, xua đuổi, khiến bò giật mình, dẫn đến động thai hoặc sảy thai, nhất là giai đoạn tháng thứ 3 và 3 tháng cuối. Đỡ đẻ cho bò. Đỡ đẻ là kỹ thuật không thể thiếu khi chăn nuôi bò 3B sinh sản. Theo đó, quy trình mang thai của bò mẹ sẽ thường kéo dài 281 ngày. Nếu bò mẹ khỏe mạnh, có thể đẻ tự nhiên, bà con có thể hỗ trợ bò đẻ bằng cách dùng tay kéo bê con ra theo nhịp dặn của bò mẹ. Còn nếu bò khó sinh sản, nhờ đến sự hỗ trợ của bác sĩ thú y để đỡ đẻ hoặc mổ lấy bê con ra. Cắt và cột dây rốn dài từ 10-12cm, sử dụng cồn 5% để sát trùng, dùng khăn lau sạch nhớt dãi trong mũi, miệng của bê con mới sinh. Sau đó để bò mẹ tự liếm, cần phải vệ sinh thân sau và bầu vú cho bò mẹ thật sạch trước khi cho bê con bú. Cho bò mẹ uống thêm nước ấm pha với một ít muối tinh. 3 ngày đầu sau khi sinh nên cho ăn cháo hoặc cám. Chăm sóc nuôi dưỡng bò đẻ. Bò mẹ sau khi đẻ hãy cung cấp thức ăn như cỏ, rau, chuối. Cắt nhỏ phối trộn với rỉ mặt đường. Sử dụng các loại máy bằm cỏ để chế biến các loại thức ăn này giúp bò mẹ dễ hấp thu và tiêu hóa dễ hơn. Ngoài ra cần bổ sung thêm từ 1-2kg thức ăn tinh hay thức ăn hỗn hợp để giúp bò mẹ hồi phục sức khỏe nhanh và phát dục trở lại. Chăm sóc bê con mới sinh. Sau khi sinh, bê cần được bú sữa đầu ngày. Giữ bê con bên cạnh bò mẹ ít nhất 30 ngày, tránh để bị gió lùa vào chuồng. Giữ ấm cho chúng bằng cách lót rơm rạ hoặc quần áo cũ dưới nền chuồng. Từ 15-20 ngày sau khi sinh, hãy tập cho bê ăn cám pha loãng và cỏ non. Đến khi bê con được từ 1-6 tháng tuổi thì có thể chăn thả ngoài bãi gần chuồng. Nguồn thức ăn thô xanh cần thêm từ 5-8kg trên con trên ngày. Thức ăn tinh từ 0,5-1kg trên con trên ngày. Qua 6 tháng tuổi, cần phải cai sữa cho bê con. Khi giống bò 3B này mới du nhập về nước ta, giá mua bò giống khá mắc nên nhiều người vẫn còn thắc mắc liệu rằng bò 3B nuôi có sinh sản được không. Thế nhưng, chỉ sau một vài năm mô hình chăn nuôi bò 3B sinh sản đã mang lại thu nhập hàng tỷ đồng cho bà con chăn nuôi. Việc nắm rõ kỹ thuật nuôi bò 3B sinh sản và áp dụng đúng chuẩn sẽ giúp bà con thành công với mô hình này.
Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi Nông Lâm TV chia sẻ cho bà con sẽ giúp cho bà con có nhiều kiến thức về chăn nuôi bò ba b hiệu quả hơn nữa. Nếu như quý bà con muốn tìm mua hoặc tham quan trang trại chăn nuôi bò ba b thì hãy liên hệ với anh Bình qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Đây là một trong những hợp tác xã chăn nuôi bò ba b quy củ với nhiều kinh nghiệm chăn nuôi và luôn sẵn sàng giúp đỡ chia sẻ cho bà con trong quá trình chăn nuôi bò ba b.